Cái Hello, xin chào các bạn. Đấy, hôm nay là mình sẽ ra một mẹ thì sấy đầu tiên nha. Rất là đỏ. Đỏ. Đỏ và đẹp. Rất là thơm các bạn nha. Vâng. Và mình vừa trên nò thì đã có khách đặt rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ tháo ra cân để giao cho khách nha các bạn nha. Ê. Đấy, các bạn nhìn chưa? Thì rất là đẹp. Thì rất là thơm ngon luôn. Anh em nào đặt kẹt thì liên hệ với mình nha, số điện thoại nha. 0868 527 528 nha. Một túi nữa này. Đó. Anh em nào đặt thì liên hệ mình sẽ ướp theo yêu cầu nhé. Mặn, ngọt, chua, cay gì đấy thì mình sẽ ướp theo yêu cầu mỗi gia vị mỗi người. Nếu số lượng nhiều thôi, còn số lượng ít thì không thể theo yêu cầu được. Các bạn nhìn thấy ngon chưa? Hết trong kia đã. Rồi. Thịt rất là đẹp. Ok, chào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi ship đây. Đó, được là một túi này. Các bạn nhớ đăng ký video của mình nha. Like và chia sẻ cho cả nhà cùng biết nhé. Chào các bạn đi. Chào mọi người.